Du Danh xin kính chào tất cả các bạn thân mến của Du Danh. Nói đến tin tức về tình hình chiến sự ở tại Ukraine đang diễn ra trong 24 giờ và giữa Nga, Ukraine, Nga tấn công Ukraine như sao và Ukraine tấn công lại Nga như thế nào? Ây cha, nhiều tình tiết đang sôi động, đặc biệt nhất với lời của Tổng thống Zelensky. Ông vừa lên tiếng hôm nay, ông nói Putin hiện tại đang tìm bằng mọi cách để đổ lỗi cho Ukraine về cuộc tấn công ở tại nhà hát ở ngoại ô của Moscow, nơi mà tập trung ở trên dưới. Nói đến rạp hát này là khoảng 6.000 người đã ngồi xem ở trình diễn buổi văn nghệ, kính thưa bạn, thì bị khủng bố tấn công. Và sau khi đó, các cuộc tấn công đã làm cho 143 người đã chết và 107 người đã bị thương. Thế bây giờ, Putin tìm bằng mọi cách để đổ lỗi cho Ukraine qua lời phát biểu của Tổng thống Zelensky. Ông cho biết, ông nói hiện nay là Nga không thể chối cãi được sự vụ mà khủng bố đã tấn công vào ở nhà hát của Nga. IS đã lên tiếng chịu trách nhiệm, đặc biệt nhất nó một đoạn video mà IS đã tung tin hôm nay là ở Tam Giác, là một là quốc gia Afghanistan, hai là Iran, ba là Pakistan, ba quốc gia cập vách với nhau, và nhóm khủng bố hiện đang ở nơi đây. Thủ lãnh khủng bố đã tung đoạn video đó lên. Putin đã bắt được như vậy là 11 người và tình nghi cho rằng đây là những kẻ khủng bố, những người khủng bố đã bỏ chạy sang ở vùng biên giới của Ukraine cách xa 130 mấy 40 cây số. Nga tìm bằng mọi cách để cáo buộc đổ lỗi cho Ukraine là có nhúng tay vào cái sự vụ tấn công ở tại Rogov City, kính thưa bạn. Thì qua lời phát biểu của Tổng thống Zelensky, ông cho biết, ông nói hiện nay Nga đang bị ở cái thế dồn ép mà chính người dân Nga đã thấy rõ, người dân Nga không lên tiếng, vấn đề là Ukraine, mà chính miệng Putin cũng như luôn cả cầm quyền của Nga. Hiện tại bây giờ nhiều quan chức tìm cách để đổ lỗi cho Ukraine. Hành động đó là một hành động dơ bẩn nhất chưa từng có, một hành động bôi nhọ cũng như một hành động lấy lửa gấp tay người, bỏ qua tay người, theo lời của Tổng thống Zelensky, ông đã lên tiếng. Thì dòng hôm ngày hôm nay, kính thưa bạn, hầu như 3 ngày liên tục Nga tập kích tấn công vào lãnh thổ đất nước Ukraine, từ máy bay không người lái và lẫn cả tên lửa. Chỉ riêng về ngày hôm nay là rạng sáng ngày 24 tháng 3 của năm 2024, thì ở tại tỉnh Bly, giáp biên giới giữa Ba Lan và Ukraine, hàng chục tên lửa Kalin đã bị lực lượng phòng không của Ukraine đã bắn hạ, và luôn cả ở tại thủ đô Kiev và nhiều tỉnh thành khác, làm cho phải nói là hàng chục người đã bị thương và lẫn cả tử vong, mà do một bàn tay của Putin đã gắn là hai tay nhúng đầy máu tấn công vào lãnh thổ đất nước Ukraine một cách vô cớ, cho là đây là một cú đáp trả lời ở đất nước Ukraine. Ây cha, nhiều tình tiết mà Nga đang tiên đầu, thì cùng lúc này Ukraine bắt đầu phản pháo để đáp trả lại, là một cuộc tấn công vào đảo Crimea, kính thưa các bạn. Nói đến cũng rạng sáng ngày hôm nay ở tại đảo Crimea là phải nói là tiếng nổ vang khắp nơi, trên dưới khoảng 30-40 tiếng nổ mà người dân ở đảo Crimea cho biết. Hiện tại là Nga đã bị thảm hại nặng nề ở đảo Crimea, đặc biệt nhất là quả tiễn của Ukraine đã bắn ngay vào bộ chỉ huy liên lạc Biển Đen của Nga ở đảo Crimea và gây thiệt hại cho hai chiếc tàu đổ bộ lớn nhất của Nga, mỗi một chiếc gần 100 quân ở trên chiếc tàu này. Theo tin tức từ lực lượng quân đội Ukraine đã cho biết, nói chúng tôi đã phá hủy hai tàu đổ bộ của Nga và hai chiếc tàu này đang chở những linh kiện từ sản xuất. Như vậy là máy bay không người lái, luôn cả linh kiện sản xuất tên lửa của Nga lên tới 7.700 linh kiện đã bị phá hủy hoàn toàn, theo lời của Ukraine đã tuyên bố ở tại đảo Crimea. Còn riêng về ở tại Sevastopol, kính thưa các bạn, thì cũng một cuộc tập kích cùng một ngày, cùng một giờ ở nơi đây, là theo tin tức từ người dân ở tại Sevastopol đã cho biết là quả tiễn đã phá hủy ba chiếc máy bay Su-27 của Nga và luôn cả hệ thống cơ sở cũng như bộ chỉ huy về vũ trụ hàng không của cặp phi trường này. Theo tin tức từ Ukraine thì đã cho biết là chỉ phá hủy hai chiếc tàu đổ bộ của Nga ở cảng đảo Crimea, còn lại ở tại Sevastopol thì bắn trúng vào mục tiêu và phá hủy, nhưng chưa có tin tức là Su-27 của Nga ba chiếc đã bị phá hủy. Nhưng người dân ở tại nơi đây, người ta đã công bố điều đó. Thì các bạn thấy, nói đến việc Nga thiệt hại một con số quá nặng nề, dù rằng tình hình ở tại miền Đông Nga áp đảo tấn công một cách khốc liệt chưa từng có, mà lực lượng quân đội Ukraine phải gồng mình để đáp trả, đẩy lùi những cuộc tấn công của Nga từ vũ khí, tên lửa, pháo, rocket và lẫn cả bộ binh. Theo lời tham mưu trưởng Ukraine, ông đã cho biết, ông nói
trong ngày hôm qua, Nga tấn công trên dưới như vậy khoảng 78 lượt, là đợt tấn công đủ loại và lẫn cả bộ binh, đặc biệt nhất là khu vực ở cặp Zabivoya và cũng như luôn cả Adrinka. Lực lượng quân đội Ukraine đã đẩy lùi những cuộc tấn công này và Nga thiệt hại nặng nề. Ngay bây giờ thì tình tiết này phải nói đang căng thẳng ở miền đông Ukraine ở cách khốc liệt chưa từng có. Trong khi lực lượng quân đội Ukraine hiện đang chờ đợi gói vũ khí, thì Nga lợi dụng cơ hội này giữa lúc Ukraine vừa thiếu nhân lực, vừa thiếu vũ khí, vừa thiếu phương tiện để đáp trả lại Nga, không thể một cuộc phản công lớn, bắt buộc quân đội Ukraine phải phòng thủ. Và những cuộc tấn công từ mặt trận Bakhmut, Liman, Kupyan, Gobotine và lẫn cả ở khu vực Kharkov, tình hình đang căng thẳng thuộc miền đông. Miền nam thì vẫn ở trong cái tư thế là ổn định, nhưng ngược lại một điều nói đến mục tiêu của Nga, theo tình báo Anh Quốc đã nhận định cho biết là Nga đang chuẩn bị tấn công vào con đập thủy điện lớn nhất thuộc ở Zabivoya. Nga muốn phá hủy cơ sở hạ tầng, điện lực và tình hình cục diện mà quân đội của Ukraine phải đáp trả như thế nào. Nhiều chi tiết sắp tới mà các báo chí đang bình luận xôn xao hôm nay, kính thưa bạn, nói vấn đề một cuộc tấn công của Nga một cách ác liệt chưa từng có, tính trong 3 ngày từ máy bay không người lái và lẫn cả tên lửa trên dưới gần 200. Gần 200 chiếc, kính thưa bạn, là một con số khổng lồ kể từ trước tới nay, nói đến là cuộc Nga đã tấn công ồ ạt vào quân đội của Ukraine, vào lãnh thổ của đất nước Ukraine qua máy bay không người lái và tên lửa. Thì một số máy bay không người lái cũng lọt lưới, nhưng theo tin tức từ Ukraine cho biết nó tất cả các tên lửa của Nga bắn vào ở thủ đô Kiev cũng như tỉnh Bly, ở Kherson và Odessa và Zabivoya, luôn cả Kharkov được phá hủy hoàn toàn, nhưng máy bay không người lái bị lọt lưới rất nhiều. Lý do máy bay không người lái là nó bay khắp nơi, những nơi mà thuộc những khu vực đặc biệt nhất là con đập thủy điện, kính thưa bạn, theo tin tức cho rằng là mục tiêu của Nga đang muốn phá hủy con đập thủy điện này. Đó là chi tiết về tình hình Nga đã tấn công trong 24 giờ. Riêng về tình hình ở miền đông thì lực lượng quân đội Ukraine cho rằng là đẩy lùi các cuộc tấn công, nhưng sự Nga thiệt hại chưa có công bố những chi tiết khác. Chỉ ngày hôm nay là một trong các ngày Ukraine đã đạt được thành công, đó là ở tại đảo Crimea và ở tại thành phố Sevastopol, kính thưa bạn. Đó là chi tiết về tình hình trong 24 giờ. Thì ngay bây giờ ở với tham mưu trưởng của Ukraine cũng như ở các cấp ngoại giao lên án Nga về vấn đề sử dụng Nga đổ lỗi cho Ukraine đã có tham dự vào cuộc tấn công khủng bố ở tại nhà hát City, kính thưa bạn. Thì nó nói là Putin bây giờ họ đổ tin thừa. Tại sao họ đổ tin thừa? Theo tình báo Anh Quốc nhận định cho rằng Nga tìm một cái cớ để tấn công hạt nhân vào đất nước Ukraine. Đây là mục tiêu của Putin, vì Putin không thể nào thắng được ở miền đông lẫn cả miền nam Ukraine, mà một cuộc chiến kéo dài có thể nói hàng chục năm, Nga sẽ thiệt hại con số đáng kể chưa từng có. Ngay bây giờ, chính bàn tay của Putin đã thiêu đốt quân đội của Nga, hiện tại là con số tính bỏ túi là 400.000 quân, chưa tính đến những người đã bục cục tay cục chân và khí tài quân sự của Nga. Vì vậy là Putin phải tìm cách để sử dụng đến vũ khí chiến lược hạt nhân để tiêu diệt lực lượng quân đội Ukraine. Trong tình thế đang căng thẳng này, thì từ châu Âu lẫn cả Hoa Kỳ bắt đầu đã triệu tập một cuộc họp khẩn để lo cho tình hình đất nước Ukraine, chuẩn bị sắp tới, những ngày sắp tới sẽ diễn ra những gì ở tại đất nước Ukraine. Thì lát nữa Vũ Danh sẽ chia sẻ cùng với tất cả các bạn tình hình này ở tại châu Âu. Cục diện của châu Âu còn khốc liệt hơn với Ukraine hôm nay. Hiện nay Ukraine chỉ ở trong cái thế là chờ đợi vũ khí. Thì theo tin tức từ Anh Quốc đã nhận định cho rằng gói vũ khí đó sẽ đến cho Ukraine thời gian sắp tới. Nhưng cuộc chiến thì Nga đã tấn công và rất cách tàn bạo chưa từng có. Không biết Putin bây giờ còn bao nhiêu tên lửa, còn bao nhiêu máy bay không người lái. Nhưng nói sự thiệt hại, hai chiếc tàu đổ bộ ở tại đảo Crimea với 7.700 linh kiện này, kính các bạn, là cũng đỡ đi một phần. Một phần để ngăn chặn về chiến lược cũng như Nga để sản xuất vũ khí để tấn công. Nga bị thiệt hại nặng nề ở tại đảo Crimea ngày hôm nay và luôn cả ở tại thành phố Sevastopol, kính thưa bạn. Đó là chi tiết về tình hình Ukraine đã công bố trong 24 giờ. Riêng về đất nước Nga thì phải nói là sau khi cái nạn khủng bố ở tại đất nước Nga, thì nhiều báo chí bình luận chia sẻ cho rằng là do Putin và chính quyền của Nga không tin tưởng vào tình báo của Hoa Kỳ mà Hoa Kỳ đã thông báo trước. Vào thời điểm đại sứ của Hoa Kỳ ở tại đất nước Nga đã thông báo gửi cho an ninh của Nga và lẫn cả Putin, thì họ chế nhạo Hoa Kỳ, nói Hoa Kỳ giỏi quá, tình báo hay quá, đã bị tấn công liên tục ở tại đất nước Hoa Kỳ và nhiều sử dụng xả súng đã diễn ra, nhưng đất nước Nga hoàn toàn không có về tình trạng khủng bố sau khi cuộc bầu cử mà Hoa Kỳ đã cảnh báo người dân Hoa Kỳ
đừng bao giờ đến những nơi công cộng, những nơi vui chơi, những nơi đông đúc người sẽ xảy ra nói đến đề khủng bố. Đó là những chi tiết về Hoa Kỳ. Thì bây giờ là Nga đang đổ lỗi ngược lại về vấn đề Hoa Kỳ và lẫn cả Ukraine cũng như Liên minh NATO đang có những chiều hướng là hướng về ở IS. Kính thưa bạn, Putin là họ đổ đổ tên thừa là chính xác 100% luôn, vì nói đến về an ninh cũng như luôn cả đoạn camera mà ở tại trước cửa của nhà hát ở tại thành phố này. Kính thưa bạn, thì ở ở nhà City thì một đoạn video với hàng chục tên khủng bố đã đứng ở bên ngoài trực chờ sẵn và chờ đến thời điểm là tạm vắng khách để cho người ta vô hết tất cả ở trong ở cái rạp hát này. Thì bắt đầu họ đến và họ xả súng vào đầu tiên, đó là những người security bảo vệ ở bên ngoài và bắn dài dài vô trong. Theo người dân kể lại chi tiết thì nói đến sự vụ này, nhiều báo chí đang chia sẻ về sự vụ một cuộc khủng bố mà làm cho 143 người đã tử vong. Và ngày hôm qua Du Danh cập nhật chia sẻ cùng với tất cả các bạn, vào buổi ban đầu là chỉ có 60 người mà con số còn cao hơn nữa. Vì vậy là Du Danh cũng có thưa cùng với tất cả các bạn là con số chưa được xác định, nhưng bây giờ đã là con số xác định là 143 người và 107 người bị thương hiện đang xin máu và người dân Nga phải đang hiến máu cũng như đặt hoa tưởng niệm nhân dân. Thì Putin nói gì về vấn đề này? Putin lên tiếng sẽ lột xác lột da những kẻ khủng bố và không bao giờ để cho họ yên và không bao giờ tha thứ cho những kẻ khủng bố này. Kính thưa bạn, ở giới quan chức của Nga thì đổ lỗi cho rằng là những tên khủng bố này đang trên đường bỏ chạy đến Ukraine. Về đường biên giới là Ukraine đã có dính líu với đoạn đường này cũng như những tên khủng bố này, nói chuyện vô lý chưa từng có ở tại thành phố Bengal cũng như luôn cả cặp các tuyến đường thuộc tiền tuyến ở Đông Bắc. Thì kính thưa bạn, từ lúc găng và Đông Nét bước sang qua tới Bengal đã là 14 trạm kiểm soát. Từ Bengal đến ở cái nơi chỗ khu vực mà cảnh sát của Nga đã bắt được 4 người thì nơi đây đã là 30 trạm kiểm soát. Theo những tin tức từ người dân đã công bố, thì bắt những người này có những lời khai cụ thể, mọi thứ dần dần. Nhưng sau khi lời khai đó, họ đổi hồ sơ và đổi viết lại những văn bản yêu cầu tội phạm phải tập lên những danh sách này và nêu lên vấn đề để tao giảm tổng cho. Ây ra nhiều tình tiết mà đột nhiên là các báo chí xì cái căng đan này cho rằng những tin tức từ ở trong Nga đã đưa ra. Thì vấn đề này kính thưa bạn chưa có cụ thể cũng như chúng ta chưa xác định ra sao, nhưng thật sự nếu nói đến tính cách của IS thì họ đã tự chiến vì đạo, họ chết vì cuộc trả thù mà Nga đã tấn công vào ở đất nước Afghanistan cũng như ở tại Chechnya và lẫn cả Syria. Đây là một cuộc trả thù, chứ đừng nói là Nga là ai sai ai kiến, đặc biệt nhất là giới khủng bố IS. Vì vậy là Putin chơi dao giữa có ngày đứt tay, và chính Putin đã chơi lợi giới khủng bố, chơi Afghanistan, chơi Chechnya và luôn cả Syria, Iran, vì vậy và luôn cả Hamas. Vì vậy là cuộc tấn công này là gậy ông đập lưng ông đến Putin. Mà cái thảm hại nhất đó là người dân của Nga, là người phải hứng chịu tất cả những gì với hai bàn tay đẫm máu của Putin. Kính thưa bạn, đó là những gì mà các báo chí bình luận qua sau khi cái cuộc tấn công giao ở tại nhà hát ở Kharkiv và City này. Như vậy thì chính là Putin là một bàn tay đẫm máu. Tội lỗi là do Putin chứ không phải là tội lỗi của người dân. Mà ngược lại, người dân Nga phải hứng chịu cái cảnh đau thương này nói về đất nước Nga. Thì tương lai đất nước Nga sắp tới sẽ ra sao? Riêng về Jimmy Medvedev lên tiếng còn cách đáng sợ hơn. Jimmy Medvedev tuyên bố cho rằng những kẻ đã tấn công vào ở trong đất nước của Nga, những kẻ đó phải đền tội. Bây giờ đền tội ở đâu? Họ chạy hết rồi. Bây giờ ở tại đất nước Nga, hãy nói không nơi nào là an toàn, không nơi nào là an ninh và chỗ nào đều có quân đội của Nga đi lục soát và đi tìm cũng như hỏi giấy tờ khắp nơi ở tại Moscow và nhiều tỉnh thành khác. Đó là chi tiết về tình hình sự vụ ở tại Moscow đang diễn ra ngay bây giờ cũng như sau khi cái vụ mà đẫm máu ở tại nhà hát Kharkiv. Và Nga phải giải quyết ra sao vấn đề này? Nói đến là Putin, bây giờ Putin đã đang hết thời rồi vì cái bàn tay của Putin là đẫm máu quá nhiều. Putin muốn trở thành một lịch sử của đất nước Nga thì bây giờ Putin cũng là lịch sử rồi, nhưng mà lịch sử của Putin không phải là lịch sử tốt lành, không phải lịch sử tốt đẹp, mà lịch sử giống như Stalin, Lenin và những nhân vật
mà hai bàn tay dính đầy máu ở đất nước Nga. Đó là chi tiết về tình hình báo chí bình luận sau khi Putin đã phát biểu và luôn cả lời của Jimmy Medvedev, với những lời đe dọa của Jimmy Medvedev là luôn lúc nào cũng đề cập đến vấn đề Ukraine có dính líu là với cuộc tấn công khủng bố ở nhà hát này. Kính thưa bạn, thì Putin bây giờ biết cách nào? Bây giờ đánh Ukraine thì đánh không thắng. Như vậy là cuộc chiến đã kéo dài 2 năm, trong khi quân đội của Nga thì phải nói là quá dồn dập, quá khổng lồ. Bây giờ đang chuẩn bị đưa đến 100.000 quân sắp tới để bổ sung hay là mở thêm một mặt trận mới, một cuộc tấn công mới, theo những gì từ tình báo Ukraine đã công bố cho biết. Thì bây giờ là nếu như là mở một cuộc tấn công mới thì chưa chắc đã thắng. Và nếu như phòng thủ thì Ukraine phải bắt đầu tấn công xa hơn. Ngay bây giờ chiến lược của Ukraine thì tao đối diện với mày không lại, tao đánh ở trong nước của mày. Từng bước một, từ máy bay không người lái, nhấn chìm những dầu ở cái kho dầu hỏa của Nga và lẫn cả những nhà máy lọc dầu khí đốt. Ngay bây giờ là Nga phải đánh biên đồng, kính thưa bạn, về năng lượng mà dầu hỏa sản xuất ở tại đất nước Nga ngay bây giờ giảm đi 20% theo tin tức từ các về vấn đề dầu hỏa đã công bố cho biết, giá mức dầu hỏa chuẩn bị những ngày sắp tới sẽ tăng cao. Đó là chi tiết về tình hình ở tại đất nước Nga đang diễn ra trong 24 giờ. Riêng về tình hình ở tại châu Âu, nói đến ở tại châu Âu giữa Ba Lan và Nga, xém chút nữa bắt đầu NATO sẽ trở thành một cuộc chiến lớn. Vào ngày hôm qua rạng sáng hôm nay, kính thưa bạn, thì tên lửa của Nga bắn vào ở Ukraine, thì tên lửa đã bay thẳng vào ở trong lãnh thổ của đất nước Ba Lan và bay vòng trở lại ghim thẳng vào ở tỉnh Bly. Lúc đó còi báo động ở tại Ba Lan bắt đầu vang lên, máy bay F-16 lên nghênh chiến, hãy nói là hàng chục chiếc, và Ba Lan đặt ở trong tình trạng chiến đấu vì tên lửa của Nga đã bay lọt vào trong lãnh thổ của đất nước Ukraine. Với một cuộc xoá cửa đang căng thẳng ở mức chưa từng có, nếu như trái tên lửa đó rớt vào lãnh thổ của đất nước Ba Lan sáng ngày hôm nay, tức là một cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, và Liên minh NATO sẽ bắt đầu bùng nổ. Tổng thống Ba Lan cũng như ở giới ngoại giao liên lạc lại với Nga cho rằng tên lửa của Nga đã bay vào lãnh thổ của đất nước Ba Lan. Hành động đó là một hành động đang khiêu khích một cuộc chiến tranh với NATO, và chúng tôi không bao giờ để cho bất cứ một cái tên lửa nào bay vào không phận lãnh thổ của đất nước Ba Lan, theo giới chức ngoại giao Ba Lan đã công bố. Nga im ru bà ru, không trả lời câu nói nào trước tình hình sự căng thẳng đang diễn ra khốc liệt này, kính thưa bạn. Thì ngay bây giờ, với lời của Tổng thống Ba Lan, ông lên tiếng và ông kêu gọi cuộc họp tức tốc của Liên minh NATO với những giải pháp mà nếu như tên lửa của Nga tiếp tục bay vào ở trong lãnh thổ của đất nước Ba Lan, chúng tôi sẽ có quyền bắn hạ. Đó là điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai, nếu tên lửa của Nga rơi vào ở trong lãnh thổ của đất nước Ba Lan, tôi yêu cầu phải kích hoạt Hiến pháp 5, tức là Hiến pháp 5 bất cứ đồng minh nào của NATO nằm trong Liên minh NATO bị một quốc gia khác tấn công thì kích hoạt Hiến pháp 5 để bắt đầu một cuộc tấn công vào đất nước Nga. Và nhiều chi tiết bây giờ tình hình phải nói đang ở trong cái giai đoạn là cực nóng chưa từng có ở tại châu Âu. Sau khi sự vụ diễn ra với tình hình căng thẳng này thì ngày hôm nay bắt đầu sẽ có một cuộc họp mới giữa NATO và Hiệp hội châu Âu, cũng như tình trạng mà Nga đã bắn tên lửa bay vào ở trong lãnh thổ của Ba Lan. Đó là một sự vụ rất là nguy hiểm và dẫn đến một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Nga và NATO hiện nay. Thì theo tình báo Anh Quốc nhận định cho biết, nói đến vấn đề là tên lửa của Nga bay lọt vào ở trong lãnh thổ của đất nước Ba Lan, điều này đồng nghĩa đến là một cuộc là chiến tranh sắp tới, vì ý đồ của Nga đã tính sẵn với những gì. Đây là một sự khiêu khích mà Nga đã công bố, kính thưa bạn, vừa qua và cho đến hôm nay. Cái là từ lời của Jimmy Medvedev nói nếu như quân đội của Pháp có mặt ở tại Ukraine thì Pháp sẽ nhận một cái hậu quả thê thảm. Đó là mục tiêu tấn công của Nga vào binh sĩ của Pháp, không còn một người nào còn sống. Trời, nghe nói xong xuôi mắt nóng lạnh làm gì tới ngồi đó cái ngồi chờ thời cho tên lửa của Nga cái lủi xuống để chết. Nói chuyện hồi đó là Nga nói chuyện là vô danh hãy ngay bây giờ phải nó bó tay trước tình thế này. Một trong tin tức đáng mừng cho Ukraine là Anh Quốc đã công bố cho biết là trên dưới khoảng 40 phi công của Ukraine đã qua khóa huấn luyện cũng như đã chấm dứt khóa huấn luyện phi công này, và gần 40 phi công này sẽ trở về Pháp. Và sau khi đó một cuộc tập huấn mới, một cuộc tập huấn để chuẩn bị Ukraine sẽ nhận F-16 thì chưa biết bao giờ có, nhưng ngay bây giờ là một trong tin tức là khóa huấn luyện đã bế mạc, tức là Ukraine đã có trên dưới khoảng mấy chục phi công. Và còn lại là vấn đề
đồn trú máy bay cũng như những người lắp ráp vũ khí lên F-16. Như sau, những người sửa chữa, những người để thao tác, những người để làm sử dụng, vậy để tiếp hộ cho phi công như cách nào? Thì hiện nay chưa có chi tiết về tin tức đặc biệt này, nhưng một trong tin tức là khóa huấn luyện đã chấm dứt ở tại Anh Quốc, còn lại Đan Mạch, Romania, Pháp cũng như Đức, Hà Lan. Thì phi công đã học nhiều nơi, kính thưa bạn. Đây là khóa đầu tiên ở tại Anh Quốc đã chấm dứt, mà Anh Quốc đã lên tiếng cho biết, đặc biệt nhất là Thủ tướng Anh Quốc cũng như Bộ trưởng Bộ phòng Anh Quốc đã cho biết rằng là tất cả những phi công của Ukraine họ đã hoàn tất, và những người phi công này rất tài giỏi cũng như điêu luyện, một thời gian ngắn đã học hỏi qua hết tất cả, cũng như những sự thao tác và điều khiển máy bay và chiến đấu. Đó là những người này là những người rất là đạt ở trong cái xuất sắc trong khóa huấn luyện này, theo lời của Bộ trưởng Bộ phòng Anh Quốc đã công bố. Tổng thống Macron thì chưa có trả lời, nói tin tức đặc biệt này như sau, cũng như sử dụng cuộc họp sẽ chuẩn bị diễn ra ở tại NATO về vấn đề Ba Lan, còn lại ba quốc gia ở vùng Baltic thì hiện nay đang cố gắng hỗ trợ cho Ukraine nhiều chi tiết và về mặt vũ khí, quân sự, tất cả mọi thứ nhân dân. Ngay bây giờ châu Âu đang chờ đợi về vũ khí để giao cho Ukraine, cũng như lời của Tổng thống Macron và Tổng thống của Ba Lan. Ba quốc gia Đức, Pháp và Ba Lan đã thành lập hội đồng liên quân, và Đức hôm nay đã công bố cho biết là chúng tôi chấp thuận về vấn đề sản xuất vũ khí đạn dược cho Ukraine ở tại quốc gia Ukraine. Cái thứ nhất để giải pháp về vấn đề công ăn việc làm cho người dân Ukraine không phải thất nghiệp. Và con số mà nhân viên làm việc với ba công ty lớn này có thể trên dưới gần 100.000 người, với hệ thống dây chuyền sản xuất vũ khí, những nhà kho, những nhà lắp ráp đã có sẵn. Thì Đức đã công bố điều đó, và luôn cả là Pháp cũng như Ba Lan đã quyết định là sản xuất ở tại đất nước Ukraine trong những ngày sắp tới. Đây cũng là một trong tin mừng, kính thưa bạn, để cho Ukraine có đủ vũ khí chiến đấu, không cần phải mang đi xa và không cần phải mất thời gian, mà có sẵn, chỉ sản xuất lô ga chiến trường bữa. Thì chuyện này sắp tới Nga khó có thể đạt được mục tiêu thành công. Và vấn đề thứ hai là gói hỗ trợ của Hoa Kỳ 60 tỷ đô la cho Ukraine bao giờ có. Đây cũng là một vấn đề nhức nhối cho Ukraine, khó có thể giải quyết được một ngày một bữa. Và nếu như kéo dài thời gian, Ukraine sẽ gặp khó khăn trùng trùng trước mắt. Giờ thiếu nhân lực, binh sĩ thì đã chia ra khắp nơi, binh sĩ đã có nhiều, lên tới gần 1 triệu quân. Nhưng ngược lại là những nơi mà không có chiến tranh. Vì vậy, không cách nào hơn, không thể rời ở những vị trí này. Chẳng hạn như ở tại biên giới giữa Belarus và Ukraine, thì đôi bên đang trực hờ chờ đợi. Hơn 30.000 quân của Ukraine nằm ở tại đây, chỉ biết huấn luyện và để chuẩn bị một cuộc chiến mới. Nhưng Nga thì không tấn công, Belarus không tấn công, nhưng không thể rút quân rời khỏi. Còn lại những khu vực khác, chẳng hạn như ở tại tỉnh Kharkov, thì dòng ngoài là một cuộc chiến không phải là ở đến mức tồi tệ ở tại tỉnh Kharkov này, nhưng trên dưới 70.000 quân đang trực hờ. Kính thưa bạn, thì những người này lại là không chiến đấu. Còn lại ở tại mặt trận Bakhmut thì những người chiến đấu miệt mài nhưng lại không có thời gian nghỉ, không có thời gian để nghỉ phép hay là thời gian nào đó, hầu như đã bế tắc. Vì vậy là những người này đang bị thiệt thòi hơn. Tham mưu trưởng Ukraine, ông đang đau đầu và ông đang tìm mọi phương hướng để giải quyết cách nào cho binh sĩ phải luân phiên lẫn nhau, từ ở hậu phương và luôn cả ở chiến trường đều được giống nhau, đều được thay đổi với nhau theo kế hoạch của tham mưu trưởng Ukraine. Ông đã nêu ra với vấn đề tổng thư ký NATO và cũng như tướng liên quân NATO về nhận định tình hình mà Ukraine đã gặp khó khăn. Vấn đề vẫn là nhân sự và tài chính. Có tài chính mới giải quyết được nhân sự, nhưng nếu như không có tài chính thì Ukraine sẽ bế tắc. Và nếu như Nga tiếp tục tấn công ồ ạt thì cái giải pháp nào cho Ukraine, làm cách nào để bảo vệ được đất nước, đó là bằng cách Pháp, Đức, Ba Lan bắt buộc phải nhảy vào cuộc, đổ quân vào ở tại tỉnh Kherson cặp theo con sông ngạn Dnipro. Đây là lá chắn phòng thủ. Còn lại tình hình ở miền Đông giao cho quân đội Ukraine mục tiêu hiện nay. Vì vậy tình tiết ở Ukraine mà châu Âu cũng đang đau đầu nhức óc, khó có thể giải quyết được một ngày một bữa, khó có thể giải quyết được một cách nào cho nó tiện dọn toàn diện cho NATO và lẫn cả Ukraine. Vì Ukraine và NATO giống như máu và thịt, không thể tách rời. NATO không thể bỏ Ukraine và Ukraine cũng không thể nào rời khỏi NATO. Vì vậy cái giải pháp này rất là căng. Vừa qua theo lời phát biểu của ông Bộ Ngoại giao của Ukraine, ông Kuleba,
Ông cho rằng là hiện nay Ukraine đang đến gần là với Liên minh NATO, và ông nghĩ rằng cái giải pháp hiện nay đó là Ukraine phải gia nhập vào Liên minh NATO, đó là giải pháp diện toàn để bảo vệ được vòng đai, bảo vệ được biên giới của NATO. Và cuộc họp tháng 7 tới đây ở tại Hoa Kỳ mà NATO tổ chức ở tại Hoa Kỳ, vì Tổng thống Biden ông không đi nổi, ông nói tao mệt quá, tao đi không nổi, tao đi tao té hoài à, thôi bây giờ chuyến này tụi bay qua bên tao họp đi rồi giải quyết vấn đề cùng một thể cho nó tiện hơn. Thì sau lời của Ngoại trưởng Kuleba, ông rất hy vọng là trong tháng 7 này Ukraine có thể là một cú đột xuất là gia nhập vào Liên minh NATO. Thì nói vấn đề này, Ukraine lúc nào cũng đang mong đợi điều kiện đó, nhưng có đạt thành công hay không là một vấn đề khác. Thì chúng ta hãy chờ xem những ngày sắp tới ra sao với tình hình đặc biệt về châu Âu cũng như Ukraine ở cục diện diễn biến của nó như thế nào, và hành động của Putin đổ lỗi cho Ukraine thì NATO và Hoa Kỳ sẽ có giải pháp nào để ngăn chặn nếu như Putin nổi cơn điên sử dụng đến vũ khí hạt nhân chiến lược. Đó là tình tiết đang gay gắt ngày hôm nay, đó là tin tức đặc biệt ở trong 24 giờ ở tại châu Âu. Kính thưa bạn, thì chúng ta cũng quay trở lại tình hình ở tại Trung Đông, tại cha cục diện Trung Đông phải nói là thủ tướng của Do Thái ông Netanyahu chơi đến cùng ngày hôm nay. Kính thưa bạn, thì ở tại bệnh viện Shifa, Ala Shifa, bệnh viện lớn nhất của miền Nam Gaza, thì một cuộc đụng độ phải nói là khói lửa mịt trời chưa từng có, giờ máy bay ném bom và xe ủi đất ủi sập vào bệnh viện, một cuộc tấn công vào bệnh viện hãy nói chớp nhoáng làm cho như vậy là ở trên dưới. Thì theo tin tức từ y tế của bệnh viện ở tại bệnh viện Shifa này đã cho biết là đã tử vong 7 bệnh nhân, kính các bạn, và một số người bị thương khác. Còn riêng về lực lượng Hamas ở tại chỗ này bị lực lượng quân đội Do Thái đã tiêu diệt lên tới là 130 người bỏ xác tại chỗ, và trên còn lại là hơn 300 người đã đầu hàng, mà theo lời của giới chức quân đội của Do Thái đã công bố cho biết. Thì cuộc chiến không phải bắt đầu nơi đây không, mà bắt đầu đã bò đến ở tại trái tim của Rafah. Trái tim của Rafah là điểm cuối cùng mà thủ tướng Do Thái ông đã tuyên bố là chúng tôi sẽ xóa sổ quân Hamas ở tại nơi đây. Thì vào thời điểm này, tức là lực lượng thánh chiến của Hamas, kính thưa bạn, là phải nói là đối đầu quyết chiến chưa từng có ở vành đai ở bên ngoài. Hầu như lực lượng Hamas không còn có đường nào lựa chọn, cũng như ở tại bệnh viện này vào ngày hôm qua là một cuộc đụng độ giữa lực lượng thánh chiến của Hamas, đụng độ ở bên ngoài của bệnh viện là một cuộc độ mà quân đội Do Thái và người dân Palestine cho rằng một cuộc đụng độ hãy nói là đáng sợ chưa từng có, y hệt như cinema. Kính thưa bạn, trong những đoạn phim đóng với nhau từ súng ngắn, súng dài và lẫn cả bom mìn đang nổ khắp nơi. Giữa Do Thái thì không có công bố là con số thiệt hại bao nhiêu, cũng như luôn cả khí tài quân sự, đặc biệt nhất là dàn xe tăng của Do Thái. Mà xe tăng của Do Thái thì nhìn tướng ngầu lắm, kính thưa bạn, nhưng vẫn có chỗ hở vì thép ở hai bên quá mỏng, đều bị tên lửa chống tăng của lực lượng Hamas đã đốt cháy thường xuyên. Vì vậy ngay bây giờ theo lời của thủ tướng Do Thái ông Netanyahu xin lỗi các bạn, ông tuyên bố cùng với lực lượng quân đội của Do Thái là chúng ta không phải là cần bảo vệ xe tăng để chiến đấu chứ không phải xe tăng để làm kiểng, chúng ta hãy sử dụng xe tăng để áp đảo kẻ thù, đặc biệt nhất là quân Hamas, đừng để cho một tên nào sống sót, nếu đầu hàng thì chúng ta hãy tha nó và bắt về đưa về làm tù binh, còn nếu họ muốn chiến đấu chúng ta đừng bao giờ tha. Vì vậy nó mục tiêu của chúng ta là phải sử dụng bằng xe tăng để áp đảo, để tấn công sâu vào ở bên trong. Vì vậy nó cuộc đụng độ ở tại bệnh viện này là một cảnh tượng khốc liệt, thì bây giờ bắt đầu đi đến ở tại trái tim của Palestine, đó là ở Rafah. Kính thưa các bạn, thì Rafah ngày hôm nay họ nói là cũng không thể thua kém, mà theo tin tức từ người dân Palestine và lẫn cả tổ chức y tế cho biết là trước sau gì lực lượng Do Thái cũng chiếm được nơi đây, nhưng chiếm nơi đây thì người ta nghĩ rằng con số dân của người Palestine sẽ thảm thương vô cùng. Đó là chi tiết về tình hình ở tại Palestine, riêng về ở tại biên giới giữa Liban và luôn cả Syria thì cũng ngày hôm qua phải nói rạng sáng hôm nay là một cuộc đụng độ chưa từng có. Ở cặp biên giới này, lực lượng Hezbollah chi viện cho lực lượng của
Hamas, kính thưa bạn, thì tấn công bằng rocket, tên lửa bắn vào quân đội của Do Thái và đánh thẳng vào ở trong lãnh thổ của đất nước Do Thái, dàn chồng sắt của Do Thái đánh chặn được nhiều tên lửa của lực lượng Hezbollah cũng như luôn cả là rocket. Thì ở tại Syria cũng không thua kém, bắt đầu những cuộc đấu pháo tấn công từ Syria đã tấn công quyết liệt vào quân đội của Do Thái ở dải Gaza, và tình tiết ngay bây giờ hãy nói hầu như Do Thái đang chịu 4 năm hướng từ ở tại Palestine và còn lại đó là ở biên giới giữa Liban và Syria. Những cuộc đụng độ đang tiếp tục kéo dài. Thế giới đang lên tiếng kêu gọi thủ tướng của Do Thái hãy ngừng ngay cuộc chiến tranh và tìm một giải pháp để ngừng bắn cũng như việc trao trả con tin. Ông tuyên bố cho rằng hiện nay chúng tôi không có còn chờ đợi nữa, và thời gian chờ đợi chúng ta đã cho cơ hội của Hamas quá nhiều. Vì vậy, việc này là cái giải pháp cuối cùng của chúng tôi, phải xóa sổ hoàn toàn Hamas ở tại Palestine mới chấm dứt cuộc chiến tranh này. Nhưng theo lời của Thủ tướng Do Thái, ông nêu ra vấn đề đó, kính thưa bạn, thì có chấm dứt hay không? Theo các báo chí bình luận cho rằng không chấm dứt mà nó còn tồi tệ hơn. Ngay bây giờ, với lực lượng của Hamas đang thành lập ở bên ngoài, từ Ai Cập, Jordan, ở tại Liban và lẫn cả Syria, các bạn bắt đầu họ sẽ tiếp tục tấn công một cuộc chiến từ ở bên ngoài vào ở trong lãnh thổ đất nước của Do Thái, và cuối cùng cục diện cuộc chiến tranh của nó sẽ kéo dài hơn và nó lan rộng cả Trung Đông. Đó là chi tiết về tình hình ở tại Trung Đông giữa Hamas và Hezbollah cũng như thuộc nghĩa binh cách mạng của Iran ở tại Syria. Riêng về tình hình Biển Đỏ thì tàu cộng hôm nay phải nhận một cú rất là thê thảm, kính thưa bạn, là mấy ngày trước lực lượng của Houthi đã tuyên bố rằng tàu hàng hải của Nga và Trung Quốc thì họ không bao giờ tấn công, không bao giờ bắn. Thì rạng sáng ngày hôm nay, với hải quân của Hoa Kỳ đã công bố cho biết là tên lửa của Houthi, một trong những loại tên lửa chống hạm, đã tấn công vào tàu chở dầu của Trung Quốc và tàu chở dầu bị trúng, bắn 5 trái mới trúng. Kính thưa bạn, bắn 4 trái bị trật và trái cuối cùng thì trúng ngay chiếc tàu của Trung Quốc bị bốc cháy, biết chiếc tàu mang tên là Hu 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 Yang gì đó của tên của Trung Quốc đó, kính bạn. Thì Trung Quốc hiện nay chưa lên tiếng, nhưng cục hàng hải ở tại Anh Quốc cho biết rằng là chiếc tàu này hiện đang kêu cầu cứu và nó có thể chìm bất cứ giờ phút nào vì nó bị thương quá nặng, bị tổn thương quá thê thảm, và cuối cùng của nó là chiếc tàu có thể bị đắm ở ngoài khơi của Biển Đỏ. Mà giữa chiếc tàu khi bị trúng đạn cách cảng của Yemen là 28 hải lý, gần kế bên, kính các bạn, gần kế bên, bắn vậy mà bắn 5 cái mà trúng, hơi hơi bị tệ. Cái loại vũ khí của Nga và Iran này không phải là Houthi tự sản xuất, mà là theo tin tức từ Hoa Kỳ nhận định cho rằng với những cái tên lửa chống hạm này đều là của Iran và Nga đã cung cấp cho lực lượng Houthi. Vì vừa qua khi lực lượng của Hoa Kỳ đã bắt được những chiếc tàu chở vũ khí, trong đó có tên lửa chống hạm đều là của Iran và Nga. Vì vậy là bắn tới 5 cái mới trúng được chiếc tàu này. Trung Quốc bị cái dấu này hơi bị mệt. Mới mấy ngày trước, Houthi nói ranh réo ra quan là với Nga và Trung Quốc, tàu của anh mang cờ Trung Quốc và tàu cờ của Nga, chúng tôi không bao giờ tấn công. Nhưng nó cũng bữa luôn, kính thưa bạn, bữa luôn, bữa tàu này là thiệt hại cho tàu cộng rất là nặng nề với chiếc tàu chở dầu này. Đó là chi tiết gì ở tại Biển Đỏ trong 24 giờ mà Hoa Kỳ đã công bố cho biết. Thì không phải là Houthi tấn công mục tiêu của nó vào tàu chở dầu không, mà còn nhắm vào tàu chiến của Hoa Kỳ, Pháp và Anh Quốc. Những cuộc đáp trả mà hải quân của Pháp đã bắn hạ từ ở trên trực thăng bắn xuống và từ ở trên tàu cũng đã bắn hạ những chiếc máy bay không người lái và lẫn cả tên lửa chống hạm của Houthi. Đó là chi tiết về tình hình ở tại Trung Đông. Hiện nay thì Iran chưa có lên tiếng điều gì hết, hầu như im ru và rù lặng yên. Nhưng mà Do Thái thì cho rằng hiện tại Iran đang chuẩn bị sản xuất vũ khí hạt nhân với chất uranium của Iran đã có thừa sức là chế tạo thành công một đầu đạn hạt nhân hay là một cái bom hạt nhân với chất uranium trên dưới. Như vậy họ có khoảng 2.000 kg chất uranium để sản xuất loại vũ khí này. Đó là chi tiết về tình hình ở Do Thái lên tiếng. Iran thì cũng chưa trả lời ở những tin tức đặc biệt đó. Đó là tin tức về tình hình ở tại Trung Đông đang diễn ra trong 24 giờ, kính thưa bạn. Riêng về tình hình ở tại khu vực châu Á của chúng ta, nói đến Philippines và Trung Quốc ở tại bãi cạn Caboro và cũng như luôn cả khu vực bãi Cỏ Mây, thì phải nói đụng độ ác liệt từ giao rồng bắn nhau với tàu hỗ trợ của Philippines cũng như tàu mang lương thực để cho những binh sĩ của Philippines đồn trú ở những khu vực này để bảo vệ vùng biển. Thì hải cảnh của tàu cộng xịt giao rồng và ngăn chặn không cho những chiếc tàu của Philippines vào tiếp tế lương thực
và luôn cả tàu hải cảnh của Philippines bắt đầu kéo ùn ra một cuộc đụng độ khốc liệt chưa từng có với hai ngày nay và vẫn tiếp tục chưa ngừng lại ngay bây giờ, theo chính phủ của Philippines đang tố cáo Tàu Cộng, một hành động đang khiêu khích một cuộc chiến tranh mới, một cuộc chiến tranh ở tại Thái Bình Dương. Hiện nay thì Hoa Kỳ đã tức tốc lên tiếng và kêu gọi Philippines hãy tiếp tục là bảo vệ vùng biển của mình, cũng như Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ thêm với hải cảnh của Hoa Kỳ là một trong hải cảnh tuần dương quốc tế sẽ đến bảo vệ vùng biển và phạm vi quốc tế được an toàn. Thì bây giờ Hoa Kỳ đã lên tiếng điều này, không biết tàu hải cảnh quốc tế của Hoa Kỳ đến bao giờ, cũng như tình tiết ở tại bãi cạn Comoro đang lên dây cốt nóng chưa từng có. Hai bên thì chưa có sử dụng đến súng đạn để nổ nhau, nếu nổ là xong phim rồi, kính thưa bạn, là xong rồi. Thì tình tiết này có thể là kéo dài thời gian mà sự căng thẳng giữa Philippines và Tàu Cộng về mặt ngoại giao xem như đóng băng hoàn toàn. Đó là chi tiết về tình hình giữa Philippines và Tàu Cộng, riêng về tình hình ở tại Đài Loan. Thì cục diện Đài Loan Tàu Cộng đe dọa cũng không thua kém. Nói đến những sự vụ Tàu Cộng đe dọa Đài Loan nhiều hình thức, như các bạn đã biết, nói đến vấn đề là ngư dân của Trung Quốc. Đặc biệt nhất hiện tại ngay bây giờ, đó là sử dụng ngư dân để xấy mòn dầu ở trong khu vực phạm vi vùng đỏ của đảo quốc Đài Loan, đó là đảo Kim Môn, và luôn cả phạm vi của eo biển Đài Loan, những nơi khu vực gần nhất, kính thưa bạn, cách nhau chỉ có khoảng 30-40 cây số, hai bên có thể nói chuyện với nhau còn nghe được. Vì vậy là tàu đánh cá của Tàu Cộng bắt đầu len lỏi chạy sâu vào ở bên trong và họ thả máy bay không người lái. Nhiều tình tiết khác mà Trung Quốc hiện đã mượn cớ để đe dọa Đài Loan, và bằng cách là hiện đại lấy người dân để làm thịt, lấy sức người để ép Đài Loan, là Đài Loan không thể nào sử dụng quân sự để tấn công vào tàu dân sự của Trung Quốc. Vì vậy là khi họ đã đạt được mục tiêu thành công, tức là họ ép vùng biển đó thuộc về vùng biển của Tàu Cộng và không còn mục tiêu rành răng đỏ như giữa Đài Loan và Trung Quốc đã nêu ra, vì Tàu Cộng đã xóa bỏ luôn cả đường bay, Tàu Cộng cũng xóa bỏ, không còn là phạm vi đường không phận quốc tế giữa eo biển Đài Loan hôm nay. Đó là chi tiết về tình hình ở Đài Loan mà chính phủ của Đài Loan đã công bố cho biết, một sự uy hiếp đáng sợ nhất chưa từng có. Và thời gian sắp tới là thời điểm mà Tàu Cộng sẽ quậy banh chành ở tại Thái Bình Dương trong thời điểm Hoa Kỳ bầu cử sắp tới đây. Đó là diễn biến mới trong 24 giờ ở tại eo biển Đài Loan, kính thưa bạn. Riêng về Tàu Cộng và Bắc Triều Tiên thì phái đoàn của Tàu Cộng hôm nay đã đến Bắc Triều Tiên và Kim Jong-un đã đón tiếp phái đoàn của Tàu Cộng một cách long trọng chưa từng có. Nói đến thời gian trước kia thì các bạn đã biết Kim Jong-un xem Tập Cận Bình không ra gì hết, và cũng như thậm chí với phái đoàn của Tàu Cộng đến Bắc Triều Tiên, muốn cho vào thì giao, không cho thì thôi. Nhưng bây giờ khác, câu chuyện của nó đã thay đổi rõ, và Kim Jong-un đã đón tiếp phái đoàn này cũng như sự trao đổi giữa hai bên về mặt quân sự và luôn cả kinh tế và chính trị. Theo tin tức từ Nam Hàn đã cho biết là sau khi Kim Jong-un đã thị sát qua những cuộc tập trận cũng như luôn cả bắn thử tên lửa của Bắc Triều Tiên, thì bắt đầu hành động của Kim Jong-un đã có dấu rõ là chuẩn bị cho một kịch bản để tấn công vào Nam Hàn sắp tới. Thì điều này có hay không, với chính phủ của Nam Hàn vẫn đặt ở trong tình trạng chiến đấu, đặc biệt nhất là vĩ tuyến 38, mà Dâu Danh có thưa cùng với tất cả các bạn những video vừa qua, Hoa Kỳ đã tiếp tục những cuộc tập trận, đặc biệt nhất ngày hôm nay là giữa Hoa Kỳ, Hàn Quốc cũng như Nhật Bản đang chuẩn bị một cuộc tập trận hỗ trợ về không chiến và với những máy bay tối tân của Hoa Kỳ lẫn cả Hàn Quốc và Nhật Bản, thì ở dưới C-130 và C-17 hôm nay nó trở thành là một đơn vị chủ lực, đó là sử dụng máy bay không người lái thả ở trên không và sau khi đó dớt về. Nếu như mục tiêu không quan trọng thì những chiếc máy bay không người lái này sẽ bảo vệ, và với tầm bắn của những chiếc máy bay không người lái này lên tới là hàng trăm cây số, và nếu như trúng mục tiêu tự sát lủi thẳng xuống. Đây là kế hoạch của Hoa Kỳ hiện đang thí nghiệm cũng như luôn cả Nhật Bản và Hàn Quốc với cuộc tập trận đang diễn ra hiện nay. Tàu Cộng đang chống mặt và tức tối, kính thưa bạn, tình hình ở cùng diện Biển Đông là đang đi vào một trong giai đoạn là hãy nói cái sự căng thẳng của nó khó có thể diễn tả được trong những ngày sắp tới về tình hình ở tại Biển Đông. Đó là chi tiết về Nam Bắc Triều Tiên cũng như cuộc tập trận của Hoa Kỳ. Riêng về Tàu Cộng thì hiện nay nói về kinh tế của Tàu Cộng cũng như những sự vụ về tình hình ở Nga và những diễn biến của nó, là nội bộ của Tàu Cộng đang ở trong cái thớt mà phải nói là hè nhau để bầm chia với nhau, đặc biệt nhất là với cán bộ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ
bây giờ họ không còn đường nào lựa chọn, là nếu như họ đi theo con đường của Tập Cận Bình thì đất nước Trung Quốc sẽ sụp đổ, vì sự lựa chọn của Tập Cận Bình đó là quyết định để đi đến một cuộc chiến tranh mới, bắt tay cùng với Putin. Những tin tức rò rỉ cho rằng là sắp tới đây Putin sẽ đến thăm Tập Cận Bình, đó là mấu chốt là giải quyết bắt tay vào cuộc chiến mới, mà một cuộc chiến rất là lưỡng cực giữa dân chủ, cộng sản, cái là độc tài và tự do bắt đầu để chia đôi, và luôn cả về tài chính, đặc biệt nhất là muốn làm cách nào để hạ thấp đồng đô la, tổng cộng ngay bây giờ đang dự trữ vàng là con số theo tin tức từ ngân hàng thế giới đã cho biết là tổng cộng có thể trên dưới khoảng chừng là 300-400 tấn vàng, là một trong con số khổng lồ, và tổng cộng còn tiếp tục mua vàng nhiều hơn nữa, đang thâu tóm vàng hiện nay. Vì vậy nói về mức giá vàng, khi tổng cộng có dự trữ đủ số thì đến thời điểm đó là tổng cộng bắt đầu nghỉ chơi với đồng đô la, và tình hình kinh tế sẽ cục diện của nó thay đổi một cách đáng sợ. Đó là chi tiết về tình hình tổng cộng mà ở nhà là chia lưỡng cực thế giới hôm nay, đó là tin tức ở tại tổng cộng.